ơi người đi bộ qua đường đó các bạn. Đó là xe hơi nó phải nhường lại, nó nhường hả các bạn thấy không? Cô gái Tây rất dễ thương. Hello. Hello. Những bàn tay, tao. Hello chào các bạn. Hôm nay tôi Mạch sẽ quay các cảnh biển cho các bạn xem ha. Bữa nay cuối tuần, bữa nay ngày lễ các bạn. Họ không có đi ngày lễ. Họ ở Melbourne đó các bạn. Thì bây giờ những người ở đây người ta chen chúc ra biển chơi và tắm biển này các bạn. Thì tôi Mạch sẽ quay cho các bạn xem cảnh biển ở đây các bạn ha. Rất là vui các bạn ơi. Cảnh biển rồi sông gió. Ra biển thì người người tấp nập. Trời thì bữa nay nhiệt độ rất là ấm, 33 độ. Thì tôi Mệt sẽ quay cho các bạn xem cảnh ở đây, coi họ sẽ đi tắm biển như thế nào các bạn ha. Đây là một em gái rất là dễ thương đang đi bộ vô. Rất dễ thương. Đây con trai mình đang tắm biển này các bạn. Đang chơi với biển. Còn đây là cái những cái hàng cầu các bạn. Họ trải dài ra biển mà họ cũng đang sửa chữa. Để từ nay tới cuối năm cho nó sẽ xong cái khu này các bạn. Đó. Thì cái chỗ này là để dành cho người ta đi bộ ra khúc giữa biển các bạn. Cái này là họ đi ra khoảng 500 mét đó các bạn. Thì ra ngoài đó để mình họ đi câu cá, rồi có người thì giải trí, rồi ra rồi ngắm biển, tắm biển, đó, dạo chơi ở bờ biển các bạn. Ở đây thì ở nước Úc các bạn, nó tới 200 mấy chục dân các sắc tộc các bạn. Thì những cái bạn Tây các bạn thì cũng có nhiều bạn trắng nè, cũng tinh nè các bạn thấy không? Còn có nhiều bạn đen nè. Đó. Da ngâm các bạn thì nước da ngâm thì nó sẽ tốt cho sức. Nó nhìn nó cảm thấy strong hơn các bạn. Đó. Đó, con trai mình đang tắm nè các bạn. Đó. Thì những cái nước da ngâm thì lúc nào nó cũng thấy sức khỏe hết. Nên những bạn trai, bạn Tây bên đây cũng phái đi tắm biển. Và để cho cái làn da mình nó đẹp lên các bạn. Nó không có giống như bên Việt Nam mình. Việt Nam mình thích cái làn da trắng. Chứ bên đây thì cái làn nước da ngâm ngâm thì nó sẽ đẹp hơn các bạn ha. Còn bên góc bên kia thì những cô gái đang tự sướng đó, cũng đi tới chụp hình, chụp ảnh nha các bạn. Họ đi theo cái dòng kim cầu đó. Rất là đông các bạn ha. Những cô gái này trẻ đang đua đùa các bạn. Những cô gái và những chàng trai đang đua đùa. Rất là dễ thương ha. Tay và đèn ngâm. Những chiếc cano họ cũng chở người đi dạo quanh cái cũng giống như bên Việt Nam nữa các bạn. Đi lướt sóng rồi. Nhưng mà những cái cano này là đa số là những cái ở đây không có cho thuê, có nhiều người ta sánh tạo ra đây người ta chơi các bạn.
có những bạn Tây cũng xách chó rồi cho tắm, chó tắm nè các bạn, chó tắm nè. Kia là những cái cano, đây là những cái tàu cano này các bạn. Ở đây họ kéo tàu đi tới cuối tuần, họ kéo tàu đi tới xuống đây và tắm chơi biển các bạn, đẹp ha. Đây, những chiếc tàu này họ mua cả mười mấy 20 ngàn đó các bạn. Đây là cái thú vui của những bạn Tây đó các bạn, các bạn chạy cano đó các bạn. Đó, có nhạc đó các bạn. Còn đó các bạn thấy không, có anh chàng đua chạy rất là tốc độ rồi. Có những bạn nữ cũng đi ra lái luôn các bạn. Đó, lượn sóng các bạn. Đó, như là xe hơi trên đường biển, trên cạn các bạn ha. Những chiếc xe cano này nó có trị giá, có thể có chiếc lên tới mười mấy 20 ngàn đô nữa các bạn. Đây, rất là đẹp các bạn. Đây mấy bạn Tây mua luôn các bạn. Các bạn mua luôn rồi các bạn nghe, tự chạy luôn. Nhìn chiếc tàu rất đơn giản ha. Xa xa lên hai bạn Tây tắm. Cái này mình quay lén các bạn, quay vào thân hình rất là đẹp ha các bạn, rất là tự nhiên, tắm rất là tự nhiên. Trời nóng nực xuống đây tắm rồi, đẹp không? Nhưng mà mấy bạn này cũng muốn có cái làn da thể thao nên các bạn phải xuống đây tắm và phơi nắng cho nó đen. Cho mình zoom lại cho cái không được rõ nét lắm các bạn. Mấy bạn tắm rất là tự nhiên ha. Đây là cái khu vực mà làm khác. Nét Úc đa sắc tộc các bạn. Đại nha các bạn, những bạn Tây đem theo các bạn, họ set up để đem theo đồ ăn đồ uống trên đây để khỏi mướn. Nó không có giống như bên Việt Nam mình các bạn. Ở đây là các bạn, bạn có thể ra là các bạn đem dù đem bạn được cái người ba lô gì đó, cứ mỗi gia đình đó là một cái ba lô vậy các bạn. Họ đem theo rồi họ set up rồi đem ra đây ngồi ăn uống và tắm biển vui chơi các bạn ha. Biển ở đây trong xanh này các bạn nhìn thấy không, nước trong vắt à. Nước trong veo luôn các bạn. Gió biển nó hơi nhiều nha các bạn. Các bạn đây, còn có người mình, những người toàn Tây đang đi tắm đây. Đây là những anh chàng Mỹ đen các bạn ơi, châu Phi, Africa hay là nước nào nữa, đen tù lùi à, đã ha. Đây các bạn, mấy bạn Tây trắng quá,
nên cần phải đi tắm cho nó đen lại cho bớt. Còn phía xa xa đây là các bạn, đây là những bạn Tây đều cũng đi cắm trại, đem liều bạc rồi tới đây và nghỉ ngơi luôn. Đó. Có nhiều bạn ở qua đêm luôn các bạn. Và đây ra đây phơi nắng các bạn ha, tắm xong phơi lên phơi nắng này bạn. Đó, để kiếm cái đàn da ngâm thể thao ha các bạn. Đây người đi bộ qua đường đó các bạn. Đó là xe hơi nó phải nhường lại. Nó nhường ha các bạn thấy không? Cô gái Tây rất dễ thương. Hello. Hello. À, nó có cái đường xuống đây nè. À, ở đây cuối tuần á học cái chơi các bạn ơi, cho những đứa trẻ ra chơi vô đùa. Bữa nay trời thời tiết rất là nắng ấm đẹp ha các bạn. Đó, nhà nhà đi barbecue rồi các kiểu luôn các bạn ơi, quá đẹp luôn ha. Cắm chợ họ ra đây, họ cắm dù cắm trại rồi ngủ qua đêm đó các bạn. Còn đây là cái phạt dành cho con nít các bạn. Đây họ rất là tự nhiên ha, nô đùa chơi vậy. Đây là em trai gái rất là dễ thương ha. Đây là những cái cảnh mà họ nghỉ qua đêm đấy các bạn. Đó. Họ đang chơi ra đây phơi nắng cho nó có không khí, có vitamin cuối tuần các bạn. Sân chơi của những đứa nhỏ đây. Đây sân chơi họ có làm cầu thang, cầu tuột đồ các loại ha các bạn ha, các kiểu. Ở đây những cái con gà, con lừa nữa các bạn. Con vịt nó cũng chơi vui không các bạn. Gà này. Thả đi vòng vòng ha, đó ăn uống ha, dịch nè. Đấy cho mấy đứa trẻ nó chơi nè các bạn. Đó, vô ôm ấp đâu ha. Con này con lạc đà các bạn ơi, giống như con lạc đà đó, con à. Nhìn dễ thương quá ha bạn. Ồ nó kìa, nó thân thiện quá ha. Nó thân thiện với người ta quá. Ừ.
Kimmy, how you say English? That's one. Camel? Can you say English? Can you say English? That's one. What the animal? Alpaca. 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 Oh, look beautiful. Chim nó cũng thân thiện các bạn ha. Đó, vô cái khu này cho con nít nó chơi. Hello, hello. Oh, very friendly. It's mine. Touch your home. It's mine. Look beautiful. How you say English? That one. Dog. This is dog. Oh, goat. Kid. 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 Yeah. This one's baby goat. Ah, baby goat. Ah. Baby goat, goat. And then kid. Go baby goat. How old baby? You don't know? Not mine. Maybe 1 month. Not you. Ah, 1 month. Yeah. Oh. And parrot. Oh, parrot. P-O-R-A-T. Oh, có con thỏ nữa kìa, con nhộng nữa kìa. Oh, con vịt nữa nè. Oh, con vịt kìa nó gì? À, nó bắt con ruồi ra hả con? Con vịt nó bắt rồi đó. Là đắt á con? À, ở đây con két nè các bạn. Oh. Ồ, thỏ nè, vịt nè, nó nuôi chơi chung nhau mà các bạn. Con nhặt con chuột nè, con bọ nữa nè. Ôi ơi, đã chưa kìa. Con này con bọ nè, tôi này. Con không biết tiếng Anh này, coi con gì con tôi này. Con nhỏ nhỏ đó. Mouse, gà. Quạt hả? Gà or mouse. Ồ, dễ thương ha. Ồ, nó ăn trong đây ha. Con kia là con chích cành nè. À, chích cành đó. Ồ, chích cành. À. P-U-P-P-Y. À, P-U-P-P-Y. À, puppy. Video của Thomas cũng đã dài rồi. Thomas thì quay cảnh biển cho các bạn xem. À, cảnh biển ở đây, ở bữa nay họ cuối tuần họ đi tắm biển cũng đông lắm các bạn. À, tôi xin mời xin dừng clip ở đây ha. Hẹn lại các bạn ở trong những video kế tiếp ha. Bye bye.